Chào anh chị cô chú các bác nha. Hôm nay em mình đi đến quán mua nồi cơm cho khách nha. Khách đặt em hai cái nồi cơm này, hai cái nồi này anh chị cô chú này. Oh, khách hàng ở đâu? Rồi này, NGKVC 18 từ TA là 1.8 này, giữ ấm 30 phút này, oxy độ ngon là 30 tiếng, quên mất. 1.8 này, gọi Joji Lucy nha anh chị cô chú. Còn voi này, nổi tiếng Việt Nam, giá này. Gã này thì chỉ có 5 triệu về Việt Nam một cái thôi, cả bao gồm cước phí rồi, quá là ok. Gã giảm đợt này giảm khá sâu. Còn cũng có anh hỏi con bên cạnh là con nào để em sang xem. Trước anh có nhắn tin là con bên cạnh con em quay em trước rồi. Thì trước em đi qua mua quay hàng giảm giá thì anh có anh đặt này. Còn anh khác hỏi là con bên cạnh bao nhiêu tiền thì tiện em quay luôn này. Cạnh con này à? Cạnh là cái con này cũng là 1.8 là to của người có tuần, không có offset nhá. Gọi chị Aris Yohama, con này thì cũng chắc nó không đắt đâu. Aris Yohama thường nó rẻ hơn là dòng con voi. 1 lít thì có giá là 3 triệu trước cước, mà 1.8 thì đâu ta, giá đâu ta, bên này có không thấy đâu. Aris Yohama 1.8 đâu ta, không thấy rồi, không thấy cái con này nó để giá đâu anh chị có chút. Đây bán đâu Aris Yohama, cho con này là 1.8 đây này, 1.8 đây con này, xuất là 2021 à? À, cái ra cái mẫu này ra đời năm 2021, giá cũng bằng con kia. Joji Lucy là 5 triệu về Việt Nam, cả ship cả cước, rất là ok. Em sẽ vào nhắc hai con này cho anh khách đã. Con đồng kia anh ấy đặt hai nồi nhưng mà để rất tiếc là quán này còn đúng có một nồi sale, người ta cũng mua nhiều anh chị cô chú, nên là em lại lấy trước một nồi với anh ạ. Sau có thì em lại lấy sau, chứ giờ cứ chờ hai cái thì không biết đến khi nào mới có sale mà.